ra hiểu nghĩa là khi mà khách hàng vô thì mình sẽ đưa cho người ta chọn màu là màu gì, chị nhận màu nào, đúng không? Thì trên đây nó không có ghi màu gì, nó chỉ có ghi số thôi, đúng không? Nhá, nó chỉ có ghi số thôi. Thì mình dựa vô những cái này thầy chỉ thì sẽ đọc được bảng màu này. Chỉ cần cố gắng học thuộc 7 cái thông số này: 1 xám, 2 tím, 3 vàng, 4 đồng, 5 đỏ, 6 đỏ, 7 xanh, và 10 cái thông số này là sẽ đọc được bảng màu này. Được chưa? Nha. Rồi bây giờ trước tiên thì giảng bên đây trước. Trong cái tóc người châu Á mình có mấy màu đây? 3 màu. Đỏ, xanh, vàng. Được chưa? Đỏ, xanh, vàng. Thì bây giờ ba màu này gọi là ba màu gốc, thì gọi là màu thứ nhất. Khi hai màu gốc phối hợp cùng nhau thì màu thứ hai sẽ được tạo ra. Vậy thì màu đỏ cộng màu xanh này sẽ ra màu tím. Có nghĩa là mình lấy màu đỏ và màu xanh pha chung với nhau, mình quậy lên sẽ ra màu tím. Nha. Rồi, màu đỏ này mà pha chung với màu vàng sẽ ra màu cam. Lấy chai xịt tím với cam ép hai chai quậy vô sẽ ra màu cam. Nha. Màu xanh này cộng với màu vàng sẽ ra màu xanh lá. Cái này gọi là ngôi sao màu. Được chưa? Rồi, chú ý nhìn này. Những cái màu mà nó có mũi tên này làm đi chung nhau không được, là không thể pha chung nhau được. Có nghĩa là khi mình pha hai màu này chung với nhau, nó không ra màu gì hết, nó chỉ trở lại màu nâu. Nó không có cái màu gì để mà nhậm hết á. Hiểu không? Nhưng hai màu số 1 này pha chung nhau thì nó xảy ra được. Hoặc là kế tiếp nữa, pha đỏ với tím, mà đỏ nhiều tím ít thì sẽ ra đỏ ánh tím. Có nghe những màu đó đúng không? Hoặc là nếu mà tím nhiều đỏ ít thì sẽ ra tím ánh đỏ. Có nghĩa là mình lấy 7 phần, nghĩa là 70 gram màu đỏ và 30 gram màu tím quậy lên nhau thì sẽ ra màu đỏ ánh tím. Mà nếu mà tím nhiều thì sẽ ra tím ánh đỏ. Được chưa? Nhưng hai màu này cộng nhau là không thể nào pha được. Có nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ khách hàng vô nhận màu tím mà trong cái tiệm của mình không có màu tím nữa, thì mình có quyền mình lấy hai màu này bóp 50-50 nhau, quậy lên, nhận cho khách sẽ ra màu tím. Hiểu không? Được nha. Đặc biệt, khi khách hàng đang tông màu đỏ mà người ta vô nhận màu xanh thì em không được quyền em lấy màu xanh em nhận vô. Nguyên tắc là người ta kêu nhận nào thì mình lấy màu đó mình nhận vô, đúng không? Nhưng cái này là không được quyền nha. Nếu em lấy màu xanh em nhận vô thì lúc này tóc mình nó không ra màu xanh mà nó sẽ ra màu tím. Được chưa? Cái này nó hơi đắt nói chút. Có nghĩa là mình phải nhìn coi cái màu nền của khách hàng bước vô là cái màu gì, và cộng với cái màu mà người ta yêu cầu á, nó có xảy ra cái màu khác hay không. Nếu nó xảy ra màu khác thì không thể nào nhận được. Hiểu cái này không? Vẫn còn hơi mơ hồ đúng không? Bây giờ thầy nói vậy cái đơn giản nè. Nếu như cái tóc của mình, nếu cái tóc khách hàng bước vô mà màu nâu, màu đen, màu vàng, thì người ta muốn nhận màu gì thì nhận màu đó được, chấp nhận. Nếu như nó có những màu đỏ xanh lá tím, nó có nghĩa cái nền tóc của khách hàng bước vô đó nha, đỏ xanh lá tím, thì người ta muốn nhận cái màu khác thì mình phải làm sao? Tới tay hỏi tẩy, phải tẩy mất màu đấy đi. Nói chung là đơn giản vậy cho dễ hiểu, chứ mất công là tụi em lại không có hiểu cái này, ông lại nó ra màu gì là đối nghịch với nhau làm sao, rồi màu nền khách hàng như thế nào, nó hơi khó đúng không? Nên nó khó đúng không? Thì bây giờ khách hàng bước vô tóc màu đen mà muốn nhận màu vàng nhận được không? Được. Muốn nhận màu tím được không? Không. Đen nâu vàng được hết mà. Đen nâu vàng muốn nhận màu gì thì lấy màu đó nhận. Được. Màu đỏ. Được chưa? Hiểu không? Ví dụ bây giờ tóc hàng màu đen nè, thầy vô thì nhận màu xanh được không? Được. Thầy vô thì nhận màu xanh được không? Được. Tại sao lại không được? Được mà. Tóc khách hàng bước vô trong tiệm mình mà nó có màu đen, màu nâu, màu vàng, muốn nhận màu gì thì lấy màu đó nhận. Được chưa? Người ta muốn nhận màu nào thì cứ lấy màu đó nhận, không sao hết, nó không xảy ra cái màu gì hết. Được chưa? Còn nếu như khách hàng mà có những màu này đỏ, tím, xanh, xám, thì người ta muốn nhận màu gì thì mình phải tẩy cái màu nền người ta đi đã, tẩy mất cái màu đi đã thì mình mới nhận cái màu người ta yêu cầu được. Bây giờ em chỉ cần nhớ cho thầy, đỏ cộng xanh sẽ bằng màu gì, mà đỏ cộng vàng sẽ bằng màu gì, mà xanh cộng vàng sẽ ra màu gì. Được chưa?
và hai cái chỗ này là những cái mũi tên nè, không đi chung nhau được, là coi như là mình không được pha chung. Nếu như mình cố tình mình pha chung thì nó không ra màu gì hết. Tại sao mất công pha đó. Nhìn vô ngôi cái ngôi sao màu này biết nha. Rồi nhìn đây. Ở trong cái bảng màu này, màu nó có 2 số và màu nó có 3 số. Có thấy không? Ở dưới cùng có thấy không kìa? Màu có 3 số là màu nó có ánh. Có nghĩa là người ta nhận cái màu đó và bước ra ra ngoài nắng nó sẽ ánh lên thêm cái màu khác nữa. Hiểu không? Ví dụ như màu đồng ánh vàng hay là màu xám ánh vàng, màu đỏ ánh tím, màu xanh ánh mạ non gì đó. Đấy chưa? Còn nếu như màu có 2 số là màu nó không ánh, là chỉ cái màu đó thôi. Ví dụ như màu đồng sáng hay màu đồng tối hay màu đỏ sáng hay màu đỏ tối hay là màu tím sáng, màu tím tối, nó không ánh lên thêm một màu khác nữa. Hiểu này không? Kiểu là cái gì? Được chưa? Rồi. Thì bây giờ ở đây dựa vô 7 cái số này, 1 xám, 2 tím, 3 vàng, 4 đồng, 5 nâu đỏ, 6 đỏ, 7 xanh. Rồi. Vậy thì bây giờ ở trong đây nó sẽ ghi là 7 gạch 4. Nhìn lên trên đây đi, một tí thì hỏi không hiểu đó nha. 7 gạch 4, được chưa? Ở trên đây nè, có thấy nè không? Rồi, vậy thì cái số đầu tiên này á là cái cấp độ màu, là cái màu đó nó sáng hay là nó tối. Cái cấp độ nó sáng hay tối, hay gọi là cái level màu á, được chưa? Sáng hay tối, nó gạch một cái hoặc là nó chấm một cái. Có chỗ nó chấm, có chỗ nó gạch nha. Gạch một cái, có chỗ chấm một cái. Thì cái số tiếp theo là cái số thứ hai, cái số thứ hai nha. Thì cái này là cái tông màu chính. Tông màu chính là cái tông màu mà mình cần xác định được nó là màu gì nha. Vậy thì bây giờ cái số 4 là màu gì đây? Màu đồng. Thì mình sẽ đọc là màu đồng cấp độ vừa, chứ phải cấp độ số 7. Có nghĩa là cái màu đồng đó nó tối hay là nó vừa hay là nó sáng. Màu đỏ đó nó tối hay nó vừa hay nó sáng. Anh ơi anh nhậm cho em màu đồng nó vừa vừa thôi, sáng quá mà là, đúng không? Anh ơi anh nhậm cho em màu đồng tối tối thôi, đúng chưa? Hiểu không? Rồi ở đây nó ghi là 7 gạch 4 gạch 3. Thì cái số đầu tiên này cũng là cái cấp độ cái màu nó sáng hay tối. Rồi tiếp theo cái số thứ hai là cái tông màu chính, là cái tông màu mình cần xác định là màu gì. Và cái số thứ ba, cái số thứ ba chứ không phải là số 3 đâu nha. Cái số thứ ba là tông màu ánh. Vậy thì bây giờ mình sẽ đọc là màu đồng ánh vàng. Màu đồng ánh vàng cấp độ vừa. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình ghi ở đây. Mỗi này nha. Nếu mà đây nó ghi là 8 gạch 1 gạch 3 màu này màu gì? 6. Màu vàng. No. Một số này là bỏ. Đầu tiên là bỏ. Cái số thứ hai là cần xác định nó là màu gì? Màu xám ánh vàng. Xám ánh vàng cấp độ sáng. Được chưa? Vậy thì giờ nó ghi đây là 4 gạch 6 đồng. Đồng. Nhìn cho kỹ nè, hãy đọc nha. Màu đỏ không phải đỏ vừa, đây phải phân này dễ hiểu nha. Từ số 1 cho đến số 4 mà rớt vô cái khung nào thì thầy sẽ ghi là tối. Từ số 5 cho đến số 7 mà rớt vô khung nào thì nó là vừa. Từ số 8 cho đến số 9 cho tới số 10 là sáng. Được chưa? Được kịp không? Vậy thì bây giờ màu 4 gạch 6 là màu gì? Màu đỏ cấp độ tối. Màu đỏ cấp độ tối. 7 gạch 2 gạch 6 là màu gì đây? Tím. Ánh đỏ. Ánh đỏ. Tím ánh đỏ cấp độ khung số 7 nè. Cấp độ vừa. Có hiểu được không? Hiểu được không? Có ai không hiểu không? Hiểu đúng không? Rồi tới cái chỗ này. Màu 1 xám, 2 tím, 3 vàng, 4 đồng, nâu đỏ, 6 đỏ, 7 xanh. Gọi là màu thời trang. Màu thời trang nghĩa là màu người ta pha ra. Gọi là màu thời trang. Được chưa? Còn 1, 0, 2, 0 có nghĩa là màu nó có cái số 0 á, gọi là màu tự nhiên.
Màu tự nhiên nghĩa là màu trong tóc mình mọc ra, trong cơ thể mọc ra thì gọi là màu tự nhiên. Ví dụ như là 1.0 là đen, 2.0 nâu đen, 3.0 nâu sậm. Thì cái người châu Á của mình á là nó rớt trên khung này nè. Cái người châu Á này rớt trên khung này. Được chưa? Nếu như là cái tóc của thầy, cái tóc của thầy thường thường nha, thường thường là 7 cái thông số này và 10 thông số này là áp dụng quốc tế. Thầy không cần biết là cái hãng thuốc đó là cái hãng thuốc gì. Ví dụ như này là Isro, và cái hãng thuốc đó, cái tên thuốc là Isro, nhưng nó đều phải áp dụng. Ví dụ như hãng thuốc này là thuốc Kellogg, nhưng mà nó đều phải áp dụng cái thông số này, hiểu không? Cái số này là quy định chung của tất cả những cái hãng thuốc mà muốn làm ra. Đấy chưa? Vậy thì bây giờ ở đây là màu thời trang, còn đây là màu tự nhiên. Đấy chưa? Ví dụ bây giờ thầy nói tóc của thầy thì luôn luôn lúc nào nó bắt đầu từ số 2 cho tới số 10, chứ nó không có số 1 đâu nha. Thầy vẽ ra cái số 1 là cho đủ 10 số thôi, chứ luôn luôn bất cứ cái bảng màu nào là từ số 2 trở lên tới số 10. Đấy chưa? Từ số 2 trở lên. Thì giờ cái tóc của thầy là thuộc tông 2.0 là nâu đen. Nhưng cái tóc của bạn này cũng là tóc tự nhiên nè, thì nó sẽ thuộc tông 3.0. Nhớ nha. Không phải là tóc ai cũng đen vậy đâu nha. Có người tóc hơi nâu nâu nè. Còn ở cái hàng trên đây là tóc người châu Âu á. Nhớ nha. Thì cái này gọi là màu tự nhiên, còn bên đây là màu thời trang. Nhớ nha. Vậy thì bây giờ ở đây màu này là màu gì? Chính. Màu này màu gì? Màu này màu gì? Nè. Màu vàng rất sáng. À, vậy màu này màu gì? Vàng sáng. Cũng là màu. Màu vàng rất sáng. Anh ơi, anh nhận chỉ màu vàng sáng nhưng mà nhìn tự nhiên nha. Thì nghĩa là sao? Giữa cái màu 9.0 này là màu vàng, màu vàng rất sáng. À, và cái màu 9.3 này giờ là cũng là màu vàng rất sáng, nhưng nó là màu thời. Thì giữa hai màu này thấy màu này đậm hơn không? Hiểu cái này muốn nói không? Anh ơi, anh nhận cho màu nâu tự nhiên thì 5.0. Nâu tự nhiên là màu nâu hạt dẻ đó. Đấy nha, là màu 5.0. Anh ơi, cho anh nhậm cho em màu vàng tự nhiên mà nó vừa vừa thôi. Đúng nha. Thì ba số này muốn lấy số nào thì lấy. Đây nè, vàng sậm, vàng vừa nè, là màu tự nhiên đó. Mình muốn lấy số nào lấy. Còn nếu nó không nói gì hết thì mình có quyền mình lấy màu 7.3, cũng là màu vàng, vàng vừa. Có hiểu được không? Rồi. Vậy thì giờ ở đây nó ghi 8 gạch 6 gạch 6 là màu gì? Đỏ. Đỏ sáng. Đỏ ánh đỏ, cấp độ sáng. Ai không hiểu nó thầy giảng lại nha. Còn nếu hiểu rồi bây giờ bắt đầu thầy cho đọc này nha. Được chưa? Có ai không hiểu không? Hiểu rồi cái gì? Rồi. Bắt đầu từ đây nha.